Thưa quý vị và các bạn, Quốc Thịnh đang đứng ở trường mẫu giáo Tân Bình, ấp Tân Hòa Nhất, xã Tân Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Thì hôm nay Quốc Thịnh xin chia sẻ cho quý vị một cái hoàn cảnh nha. Một cái hoàn cảnh mà cho quý vị chia sẻ giùm. Xin chào bà. Bà có thể bưng 10 kg gạo vô được không? Dạ hẳn bưng vô giùm đi. Dạ. Thì đây. Bà gần con bà đi, đặng cho nó nói chuyện giùm luôn. Để, bỏ vô trong giùm đi, gần nó đi. Cái nhà này là nhà của ai? Dạ nhà mướn bác ơi. Nhà mướn hả? Dạ. Nhà này nhà mướn chứ không phải là nhà của mình. Dạ. Dạ. Thì cái người này là sao với bà hai mẹ con ngồi chung đi. Dạ. Là con gái thứ hai. Vậy sao? Dạ. Vậy bây giờ là cô đã thấy đường không? Dạ thưa không. Dạ. Mình cầm cái này đi. Dạ, cầm thôi. Dạ. Thì cô, cái địa chỉ ở đây là mình ở ấp gì? Ấp Hòa Nhất. Ừ. Rồi xã gì? Châu Thành. Xã gì? Xã Tân Bình. Châu Thành, Đồng Tháp. Rồi. Dạ. Thì bà là tên gì? Cao Thị Nga. Còn cô này? Nguyễn Ngọc Thu. Dạ. Thì cô Thu là bị bệnh gì? Đưa cái micro gần lại cho. Dạ thưa bác, là bệnh là tiểu đường với bị thận, nhồi máu cơ tim. Không thấy đường. Dạ không có thấy đường. Cô năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ con năm nay là 48. 48 tuổi hả? Dạ, sinh năm 76 á. Dạ, còn cô dạ 64 tuổi. 64 tuổi. Dạ. Rồi ổng đâu? Dạ thôi 20 năm nay rồi. Dạ. Mình là quê quán ở đâu cô? Hồi nãy cô nói cô tên gì tôi quên rồi. Cao Thị Nga. Nga hả? Dạ. Còn cô kia? Dạ Nguyễn Ngọc Thu. Thu ha. Dạ. Sinh năm 76 ha. Dạ. Thì cái hoàn cảnh là hai mẹ con ở nhà mướn gì gì rồi. Dạ. Tiền đâu mà trả? Dạ lúc trước thì bán giấy số đâu á. À. Rồi để dành dụm để kia đó chút đỉnh, rồi từ hôm đó nay năm 6 tháng 2 là té rồi bị hở xương đùi nè, rồi không có đi bán giấy số được nữa, rồi đi ấy thuốc bó rồi bớt, rồi cũng phải đi bán giấy số, rồi thiếu tiền nhà là chút đỉnh thì ta cho thiếu, rồi dưới trên phòng thận á ở trên người ta cũng ủng hộ cho chút đỉnh vậy đó. Ừ. Cho nó vô đạm với chú. Dạ. Bao lâu là phải đi chạy thận lần? Dạ, cách ngày vậy, chạy ngày ba, một tuần lễ chạy ba lần. Ừ. Dạ 24/6. Nhưng mà như vậy là đi phương tiện đâu rồi đi, ai chở đi? Dạ mướn xe. Mướn ở trên phòng thận mấy người bà con xúm lại cho tiền đi xe. Ừ. Dạ. Thì cô Nga hả? Dạ. Cô Nga lấy 10 kg gạo vô đi, đặng mà nói thấy lấy. Dạ, đây đưa ra đây. Trời ơi bà che nó hình chi tôi đâu có thấy. Dạ. Thì hôm nay có cô Thiên Trang. Dạ. Cái một người Việt đang sống ở Mỹ. Dạ. Người con đất cái Tàu gửi cho cô Trang hả? Dạ. Ở Vinh á, cô Nga. Dạ. Với cô Thu đây 10 kg gạo. Dạ. Với lại mình gửi thêm cho riêng là 200.000 nữa. Dạ. Dạ, cảm ơn chú nhiều. Tại vì cái này có hoàn cảnh của cô là cũng được Vũ nó Vũ xe ba gác đó. Dạ, nó dạ. Chỉ đó. Dạ dạ. Rồi cô lấy một cái bao thơ là được 200.000 đó. Dạ. Lấy cái bao thơ dạ. Rồi thì nhé. Dạ. Này 200.000 nữa nè. Dạ. Dạ, cảm ơn bác. Này cầm 200, có phải 200 không? Rất là trời. Này cầm thêm cân. Dạ, dạ cảm ơn. Dạ. Thì 200.000 cho cô, gửi cho cô thêm đó. Dạ dạ. Ừ. Thì ở đây mình nhắc lại là ấp Tân Tân An Hòa Nhất. An Hòa Nhất. Xã Tân Bình, Châu Thành, Đồng Tháp. Huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Dạ. Rồi cô Nga với cô Thu là có xài số điện thoại không?
Dạ có. Rồi đọc lớn lên luôn. Mẹ có biết đâu. Mẹ con không nhớ nữa. Vô lấy máy mượn bác bắp giùm. Đi từ từ. Đi té nữa. Nhà này thì nhà mướn hả? Dạ mướn. Cái hoàn cảnh của cô thì xã đồ có người ta có giúp đỡ hàng tháng không? Dạ có. Một tháng được bao nhiêu cô? Dạ có 540 à. 540 ngàn. Mà Lâm ơi. À. Tôi có số điện thoại máy rồi mà Lâm không biết bấm nữa. Bấm luôn đọc lên giùm cho. Mới đi chạy thận về mệt quá chú ơi, dẫn nó đi đó chú ơi. Vậy cô Nga hả? 0705. Khoan, cho ba đọc á. Dạ không biết, không đọc. 0705. Mẹ nói 0705. Cái gì vậy? 07. 07. 05. 05. 803. 803. 157. 157. Gặp cô... Cô gì? Cô Nga. Cô Nga ha. Dạ. Dạ, Nga bán vé số. Nga bán vé số ha. Dạ. Thì đó là một cái tấm lòng của cô Thiên Trang. Dạ. Một người con cái Tàu Hạ đang sống ở Mỹ. Dạ. Gửi tặng cho cô 10 ký gạo nè. Dạ, dạ. Với Thịnh, Quốc Thịnh, em là tên Thịnh. Dạ. Thì gửi tặng cho cô với cô đây. Dạ. Là thêm 200 ngàn nữa đó. Dạ, dạ. Dạ, đó là một cái tấm lòng mà thôi chứ con ngoài ra cũng không có gì nhiều. Dạ. Với lại cô Nga. Dạ. Với cô Thu đồng ý đưa lên YouTube nha. Dạ. Đồng ý. Dạ, đồng ý. Dạ, đồng ý ha. Rồi. Dạ. Rồi cô Thu đồng ý nha. Dạ, đồng ý. Rồi đưa lên YouTube để mà có nhiều người người ta thấy cái hoàn cảnh của cô á, người ta tới cái địa chỉ này mà người ta giúp cô. Dạ. Dạ. Dạ, con cảm ơn bác. Dạ, dạ. Rồi, thôi cũng chiều rồi. Dạ. Thịnh cũng đi đi dạ, chuyện luôn. Dạ, dạ, cảm ơn bác nhiều lắm. Dạ, dạ. Dạ. Rồi, xin chào em. Thì mở khẩu trang. Xin chào em, hôm nay có cô Thiên Trang, một cái người con cái Tàu Hạ Châu Thành Đồng Tháp á, thì gửi tặng cho em 10 ký gạo. Em tên tuổi là gì, giờ có hoàn cảnh ra sao, trình bày cho người ta hiểu được cái hoàn cảnh mình á. Nhìn đây nè. Dạ, tên Nguyễn Văn Thắng. Rồi cái giò bị tật á, rồi không có làm gì, đi bán vé số, rồi chạy bị khớp á, rồi không có tiền chị, thành ra bị cái giò bị bệnh vậy nè, cái đi bán vé số, chạy xe ba bánh đi bán vé số á, hoàn cảnh cũng khó khăn quá, thì có cái người hảo tâm giúp đỡ thì cũng cảm ơn lắm. Dạ. Em là ở phường xã ấp nào? Ở Tân Thạnh, Tân Hội. Vĩnh Long hả? Dạ. Gần cầu gì? Vừa qua cầu cái da nhỏ á. Quẹo ở đâu? Quẹo tắt trái. Quẹo tắt trái, nếu dạ. Mà cái tàu đi xuống quẹo trái ra dạ. Mà già mấy ha? Dạ, dạ, dạ mấy xong á. Cho ngồi xuống trái được không? Rồi, hãy đứng, hậu nó màu, nó đào á. Rồi, rồi. Xin lỗi, quên. Đó thì cái hoàn cảnh của em đó là bao nhiêu tuổi rồi Thắng? Dạ, 45. 45, dạ. Mà bệnh bao lâu rồi? Dạ, bệnh khoảng 10 năm rồi. 10 năm rồi. Thì trước đây là mình làm nghề gì, nếu mà lúc mình còn khỏe mạnh á? À, đi nhạc, đánh đàn rồi đó. Nhạc gì hay vậy ta? À, đi, ví dụ như có cái đàn ọt á, đám giỗ, đám sinh nhật này kia nọ đó, thì cũng đi cũng được, lấy gai. Nhưng mà về sau bệnh, này? Bệnh rồi cái không có đi rồi. Nhức mỏi hả? Nhức cái đơn ngồi không nổi. Tại vì cái đó là phải đánh suốt cho người ta. Đúng chứ, rồi, đúng không rồi. Không nghĩ được. Đâu nghĩ. Mới đứng cái chút xíu là làng này nè. Thì cái hoàn cảnh của em vậy là đồng ý đưa lên YouTube nha. Dạ, dạ. Đồng ý. Đồng ý. Dạ. Nói chữ đồng ý. Dạ, đồng ý. Để nhiều người ta thấy cái hoàn cảnh của mình đó. Dạ. Người ta có thể biết cái địa chỉ là em nhắc lại cái số điện thoại với là địa chỉ luôn đi. Dạ, số nhà 53B, Tân Thạnh, Tân Hội, thành phố Vĩnh Long. Số điện thoại là 0782 0782 915198. Gặp ai? Thắng ha. Dạ. 45 tuổi. Dạ. Thì em lấy 10 kg gạo tượng trưng đi rồi anh đem dạ. Ra giùm em cho. Dạ, đây, dạ. Đây nè. Dạ. Ở đây nè.
lấy tượng trưng đi. Đi đứng khó khăn quá. Lấy ha. Dạ dạ. Dạ dạ. Rồi lấy tượng trưng đi rồi anh đem ra nhìn cho để đỡ đây đi. Dạ. Đó, rồi ngồi xuống đi. Rồi anh đem đây giùm ra cho. Dạ. Thì cái đó là tấm lòng của cô Thiên Trang, một Thiên cái Trang. Người con cái tàu mà đang sống ở Mỹ dạ. Gửi tặng cho em đó. Dạ. Rồi thay mặt gia đình cảm ơn cô Thiên Trang đã có cái tấm lòng hảo tâm giúp cho một cái gạo cũng cảm ơn như lắm. Dạ. Thôi đi dạ. Để em xếp ra tiếp cho. Dạ, dạ, dạ. Cái mẹ ôm cái mày sụm cái sụm. Trốn luôn à, tao dạ. Trốn à. Thì cái chân đi rất là khó nha. Dạ. 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 Đó, mỗi cái hoàn cảnh của em vậy đó. Để cho nhiều người cùng thấy người ta giúp dạ. Mình. Dạ, dạ. Dạ. Rồi, cảm ơn nha. Bye, về đi. Ừ. Dạ, dạ. Trời ơi, cái này sao không sống cái xe đề á? Cái bình thì nó hư rồi hả? Nó hư rồi. Vậy sao? Cái bình xe nó hư rồi mà... Không có tiền. Ấy giờ cái không được, không có. Mấy trăm ngàn rồi. Dạ, dạ, dạ. Dạ, dạ. Cái này hẻm bà chính cô đơn này nha, thị trấn cái tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. À, chào bà, em làm việc 3 phút à. À không có, đây nè, à, bà vô bà nhận 10 ký gạo đi, của chị Thiên Trang này, bà vô đây nè. Rồi, là chị cầm này nói chuyện. Thì của cô Thiên Trang đó, gửi tặng cho bà đó, bà tên gì quên rồi? Bà Trừ, bà ốc á. Bán ốc hả? À. Rồi nè đây nè, 10 ký gạo nè, đây nè, mà lấy giùm con đi. Ừ, cái nào đó con. Bà Từ bán ốc mà bán giấy số nữa hả? Ừ, bán số không mà gửi gạo không mở, có. Mở khẩu trang ra, đâu có dịch, Covid, cô béo gì nữa đâu. Ừ, không bịch, người ta không mua cậu ơi. Mà bà nhiêu tuổi? 84. Bà ở Cồn nào? Ừ, bên Cồn, ốc Phong Hòa, xã Nhân. Châu Thành, Đồng Tháp phải không? Ừ, Đồng Tháp đó cậu ơi. Thì bán giấy số ngày được mấy chục tấm? 100. 100 hả? Ừ. 100 tờ là lời được nhiêu? 100 ngàn. 100 ngàn vậy là giàu là tháng được 3 triệu. Cậu ơi, giàu sao mà có khi nha, bà số còn 5 tờ giấy số thì còn số còn 4 trăm rưỡi thì hả, còn 5 tờ số. Anh chạy cái dù cái rồi á, 4 trăm rưỡi, 5 trăm hết trơn á. Vậy nó giật giấy số hả? Ừ, nó giật ra tiền với giật giấy số, còn cậu ơi, nó biểu tôi bán 5 tờ giấy số là 4 trăm rưỡi. Thôi là 4 trăm rưỡi đi, rồi dạ. Nó giật chị luôn. Dạ. Cái này cái gì tôi không biết gì đâu. Ờ, bà cầm rồi mới nghe được, chứ bà nói, ai nghe bà nói gì. Dạ. Thì của cô Thiên Trang, một cái người Việt ở cái tàu Hạ đang sống ở Mỹ, gửi tặng cho bà 10 ký gạo. Ờ, vậy cảm ơn mấy cô mấy cậu ơi. Rồi. Rồi trong cái kêu xem ra cậu chở. Rồi bà lấy 10 ký gạo được không? Được, xem ra đó. Đi. Mấy ngoài, nhưng mà bà ôm nổi ra không? Đưa ra cho cái cậu đó đó. Vô ôm giùm cho bà đi anh. Ừ, đi ra xem ôm cậu ơi. Đúng nghiệp ra. Dưới đó đó. Ừ. Cảm ơn cô Thiên Trang. Rồi. Đồng nghiệp ba đưa đi qua đò ăn cái cậu trả có 40 ngàn cậu trả tiền đò nó cậu cảm ơn nha cậu. Dạ dạ dạ. Rồi thôi bà về đi ha. Dạ cảm ơn cậu ơi. Dạ dạ. Rồi. Đi nha cậu ơi, ủng hộ cảm ơn bán số cậu ơi. Phải bán số đựng giật không bị phẻ rồi. Đúng rồi. Dạ dạ. Thôi về đi. Rồi cậu ơi. Rồi cảm ơn nó lên cậu ơi. 84 tuổi hả? Dạ. An Hòa, An Nhân, Châu Thành, Đồng Tháp ha. Còn ha. Rồi. Rồi đi về đi. Dạ dạ. Rồi, chào cô. Mình bán giấy số hay làm gì? Dạ em bán giấy số, em bằng phế liệu. Bằng mà em cho đủ chi tiêu, tại vì vé mấy người xì ke đã mua hay lấy vé lén của em mất, vé bán vé ế, mình thử ra phải lượm phế liệu vô phụ. Dạ. Lượm phế liệu này hả? Dạ. Thôi cô vô đây.
Thì dạ. Cô đứng đứng đi. Thì cô nói cái hoàn cảnh cô là tên gì? Em Võ Kim Liên, ở dưới ấp Phú Mỹ, thị trấn Cá Tà Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Dạ. Thì hàng ngày mình bán được bao nhiêu tờ giấy số chị đưa lên gần gần đây? Cỡ này á, thầy bán có 120 vé. Mấy dạ. ngày Tết thì 140 vé. Dạ. Thì cô Liên năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em 59 tuổi. Dạ. Bây giờ là ở với ai? Con mình nên à. Mình nên. Cha mẹ rồi anh em rồi có ở gần không? Dạ không, không có ai ở gần hết, ở thành phố. Chồng đâu? Chồng mất. Dạ. Giờ con có con không? Có một đứa con mà cũng ở thành phố, nó không có về. Dạ. Lâu lâu nó cứ gửi tiền tiếp. Dạ không. Vì là tự bươn chải hay là tại cháu nó thu nhập cũng không thấp hả? Nói nào ngay, cháu nó cũng thu nhập được nhưng mà tại nó tính đi dành tiền ra nó cưới vợ. Mình con trai ha? Dạ, con trai. Thì mình bây giờ mình tự bươn chải, một ngày là bán được bao nhiêu tờ số? Dạ, một ngày bán trọn vẹn là 120 tờ, mà bán có bữa nào ế thì không hết. Chứ giấy số bây giờ nó cho trả không? Dạ không. Giấy số bây giờ là lãnh bao nhiêu là bán hết. Thì cái hoàn cảnh cô bán giấy số rồi lụm thêm phế liệu. Phế liệu là dây chai đó ha. Dạ. Thì hôm nay có cô Thiên Trang, một cái người Việt mà đang sống ở Mỹ, gốc gác cái Tàu Hạ này nè. Dạ. Gửi tặng cho cô chị Liên hả? Dạ, chị Liên em đây 10 kg gạo, mà cô dạ. Liên lấy đi. Vậy cái này cũng được ha. Vậy em xúc miên đó. Vậy em mang ơn chị Yên Liên, không phải chị Thiên Trang. Thiên Trang. À. Vậy chúc gia đình dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý. Rồi năm mới bằng ăn phát tài. Dạ. Có nhiều tương lai đang giúp cho những người khó khăn khác. Dạ. Vậy em mang ơn. Dạ, dạ. Cái địa chỉ mình nhắc lại đâu? Dạ, Phú Mỹ, thị trấn Cá Tòa Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Ừ. Liên là 59 tuổi. 59 tuổi ha, vậy là tuổi ngọ hả ta? Dạ, em tuổi ngọ. Rồi đi ra đi. Anh gỡ cái nước cho. Dạ, lấy đi ra để cho xe đi. Trên theo ống bơm nữa nè. Dạ, có khi xe nó xẹp nửa chừng anh ơi. Dạ, dạ. Có xẹp nửa chừng là mình ra phải đem theo đằng mình bơm chứ không đem theo. Dạ. Hồi trưa về ăn gì chưa? Dạ, coi như là có ăn bánh. Bánh nè. Ăn bánh ngọt á, uống qua loa rồi đi bán à. Chứ chưa có ăn. Còn cái này nè, đem theo nước hay gì? Dạ, đem theo nước uống. Dạ, dạ. Rồi mua sữa đậu nành để uống thêm. Dạ, dạ. Rồi thôi đi bán đi cô, còn giấy số nè. Dạ. Dạ, được rồi. Dạ, dạ. Dạ, dạ.